Lulu, ok, xin chào tất cả em đã trở lại kênh Diệt Khả nè mày. Ngày hôm nay thì Khả sẽ tân trang cho anh em đọc thêm ít đồ nè mày. Một cái nón thủ lý 24 ẩn 1. Ok. Khoảng 2 kim. Đôi giày thì Khả đã mua cho mình một đôi giày cũng 3 kim rưỡi nè mày. Nó hai món quá đẹp nè mày. Cái nón này Khả sẽ lấy ra. Đôi giày này Khả sẽ lấy ra. Thay vào đó sẽ là một cái đai lưng. Lưng kháng hỏa. Đó. Ám hồi 47 rồi. Sẽ đưa đôi giày và nón với anh nón này vào nè. Hãy đi tạo nó cho nó 500 xu là nón lá luôn nè. 500 xu là nón lá luôn. Lấy tình hồng ra. Rồi sẽ đồ ok, anh em đọc hôm nay ok luôn á. Này cái nón sức mạnh cao quá luôn mà. Có khi nào mình hạ sức mạnh nó xuống. Nó xuống thấp không ta, mà đôi giày này cũng phải mang đâu mà, đôi giày này cũng phải lên đảo đâu mà. Phần thủ lý hành lâm chậm 30 đó. Rồi kiểu phải lên đảo. Ok, trước khi lên đảo được phải tăng trang cái nón là lên 500 xu à. Lấy 500 xu rồi trang cái nón lá luôn nè mày. Mình thì thích nón lá nè mà. Rồi trang 500 xu nữa. Tại vì lấy 500 xu nữa. Tức là cái nón hết 2 kim rưỡi nè. Nón hết 2 kim rưỡi. Đẹp thì phải lên sẽ đồ đẹp đẹp một tí nè. Rồi trang cái nón nó tính ra là 2 kim rưỡi á. Rồi ok. Rồi khả đi ngồi trang cho em xem. Ngồi trang xong lên đảo như nè. Xem vào đây thì những cái nón mà 666 á, anh em có thể đi về khu vực Tương Dương gần cái thằng bán ngựa nè. Rồi anh em kích vô ta muốn đến khu vực này. Núi Trung Bạch. Đó, là núi Trung Bạch. Thay đổi ngoại trang. Đưa vào con nón lá nha mọi người. Mình vẫn thích cái nón lá này mà. Đầu khôi, trúc lạc. Ok, rất vừa. Hãy cho ta thay đổi ngoại trang. Ok, xong. Rồi lên đảo thôi. Ta cũng đem độc hại với cái kháng này nè mọi người. Thì hiện tại là kháng phòng thủ được 25 và kháng họ được 31, kháng lâu 40. Bây giờ sẽ đi mang thêm cái hướng phòng thủ vô dòng này cho như nè. À, tốn thêm 6 viên tinh hồng nữa lên đảo nữa. Đó, ok, mang nón vô. Đó, đẹp trai ngay, mang đôi giày vô. Ồ. Anh em ơi, đẹp không? Nón thủ lý 24. Áo phục hồi 47. Đai kháng hỏa, sinh lực nội lực. Ở tay còn thủ lý 15. Đôi giày thủ lý 25. Dây chuyền kháng cảnh 5. Nhẫn 540. Nhẫn sinh lực hợp kim đã kích áo và đã kích áo phù hợp 47. Rồi ngọc bội sinh lực rồi kích cái đai lưng kháng hỏa thôi. Rồi ok. Một cái độc sát nội công 47 điểm. Hai kỹ năng. Đây là phải chỉnh theo kiểu vừa bóp vừa đam này mà. Đam cho có cho vui. Đỡ đi sang boss này nọ phụ đam cũng ok. Này cái tăng nó. Rồi cái này phải mang nhẫn hiệp cốt nữa phải kích được 110 mới là thay ra thì vào được mấy cái này. Đã thay được bột tây. Ô, đâu cần sinh lực, đâu cần sức mạnh mới đâu ta. Tại bột tây này 100 à, tây này 100 thì sức mạnh còn 60 thôi. Còn lại 60. Rồi hiệp cốt nữa thay ra thay vào. Đôi giày này xác định là không lái được ra như này mà. Khả đang đi theo hướng bút là không lái ra được. Rồi 70 trọng còn lại là phù hợp 47 và full phòng thủ khá đều này mà. Phòng thủ 57 59 nha. Rồi ok. Món 4.200. Dạ thôi. Mấy cái nón này sẽ bỏ ra nè mà. 45. Này rác này. Điệt ra cái đôi giày này phòng thủ 25 nè mà. Ok. Nón này 24 khá đẹp luôn. Ờ ít hôm sắm nhà chiền khá tất cả trên 10 nữa luôn. Chắc luôn nè mà. Rồi 40, thủ lý 15. Bộ tay thì hiếm rồi, bộ tay chỉ có 15 thôi. Rồi ok, nói chung là mình muốn khỏe thì xe mình nó phải khỏe thì mình mới đánh tốt được nè mà. Nên là Khải cũng đầu tư xe khá là nhiều nè mà. Rồi, nói chung nội cái ạc này không, nó còn đồ không nè. Mấy trăm nghìn nè. Gần cái triệu bạc rồi. Ok, xuống đảo nha mọi người. Thủ lý 59, ok nè.
này với cái đồ xanh đâm hành như thế này nó quá đẹp rồi. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho Khả một like, chia sẻ ở lần thay đổi video của con năm độc này nha em ạ. Kính chúc em một ngày mới vui vẻ nha, và đừng quên ủng hộ Khải bằng cách nhấn like, chia sẻ, ủng hộ video chơi nha em ạ. Giờ Khải cho lên chat nha. Cảm ơn mọi người nha, hẹn em vào những buổi livestream tiếp theo 11:50 và 19:50 hàng ngày nha mọi người.